Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm và làm việc tại Hoa Kỳ. Nhiều vấn đề hợp tác giữa hai nước ngày càng được đẩy mạnh. Tranh sơn mài của Việt Nam được triển lãm tại Liên bang Nga, thu hút đông đảo sự quan tâm của bạn bè nước ngoài. Món phở của Việt Nam lọt top 7 món ăn trong bát ngon nhất thế giới. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, vào ngày 23 tháng 5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp tục có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại, Tài chính, quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Trao đổi với Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam đang cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi hơn và khuyến khích các công ty Hoa Kỳ đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư, coi đây là nền tảng của quan hệ song phương. Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các cơ chế hợp tác hiện có như Hiệp định khung về thương mại và đầu tư, đồng thời tiếp tục thảo luận xây dựng khuôn khổ kinh tế thương mại mới, ổn định, lâu dài cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Tại cuộc gặp với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan, hai nước nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác theo bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2011 và tuyên bố tầm nhìn chung hợp tác quốc phòng năm 2015, cụ thể trên các lĩnh vực an ninh biển, giả phá bom mìn, vật liệu nổ, thực hiện tốt đúng kế hoạch dự án tẩy độc tại sân bay Biên Hòa, tiếp tục hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam dioxin và tìm kiếm bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Còn trong khuôn khổ các hoạt động bên lề chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến Liên bang Nga ngày 23 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có cuộc gặp gỡ và làm việc với thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin. Hai bên đã cùng ký kết chương trình hợp tác giữa hai thủ đô trong giai đoạn 2019-2021. Theo chương trình hợp tác Hà Nội-Moscow, hai bên sẽ cùng trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và thông tin về các lĩnh vực chính của xã hội và kinh tế đô thị. Thành phố Moscow sẵn sàng hỗ trợ đào tạo và cử chuyên gia để giúp Hà Nội phát triển chương trình quản lý giao thông thông minh, các chương trình cung cấp dịch vụ công cho người dân, chuyển giao các công nghệ khám chữa bệnh và dịch vụ y tế công nghệ cao, cũng như các chương trình trao đổi học sinh, sinh viên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong muốn, thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai các chương trình hợp tác cụ thể nhằm khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng và thế mạnh của hai thủ đô. Cụ thể là hợp tác tổ chức tốt các chương trình xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch giữa hai thành phố. Thúc đẩy phát triển dự án nhà Moscow tại Hà Nội, hỗ trợ việc mở rộng hoạt động kinh doanh của trung tâm Hà Nội tại Moscow, triển khai hiệu quả việc hợp tác quảng bá hình ảnh của hai thủ đô ra thế giới bằng việc khởi động dự án hợp tác giữa hai đài truyền hình của hai thủ đô. Trước mắt, Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Moscow để tổ chức thành công chương trình Những ngày Moscow tại Hà Nội dự kiến vào tháng 11 năm 2019 trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước cũng như năm chéo Việt-Nga 2019. Bảo tàng lịch sử đương đại quốc gia Liên bang Nga ở thủ đô Moscow vừa khai mạc triển lãm tranh sơn mài Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ những ngày văn hóa Việt Nam tại Nga nhân năm chéo Việt-Nga 2019-2020. Các tác phẩm tiêu biểu đã đem đến cho công chúng Nga ý nghĩa đặc biệt của tranh sơn mài Việt Nam. Ba mươi bức tranh sơn mài, những tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của từng giai đoạn trong hơn 8 thập kỷ phát triển loại hình nghệ thuật sơn mài của Việt Nam. Đó là 30 tác phẩm có giá trị thẩm mỹ đặc biệt, mang vẻ đẹp kỳ diệu ẩn sâu dưới lớp sơn, vừa sang trọng, vừa lộng lẫy và rất đằm thắm, tinh tế. Kỹ thuật vẽ tranh sơn mài đặc biệt mang đến sự ngạc nhiên thích thú cho nhiều khách tham quan. Thật đáng ngạc nhiên, có cảm giác như bức tranh tỏa sáng từ bên trong, hình ảnh thay đổi theo góc độ ánh sáng. Tôi rất ấn tượng với kỹ thuật này. Sơn mài là chất liệu hội họa độc đáo của Việt Nam. Đây là kết quả sáng tạo của các sinh viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương từ những năm 1930 của thế kỷ 20. Đó là bước ngoặt phát triển kỹ thuật nghề sơn ta thủ công truyền thống của Việt Nam thành chất liệu sáng tác của nghệ thuật hội họa tranh sơn mài. Qua nhiều thế hệ, các họa sĩ Việt Nam vẫn luôn tìm cách khai thác các thế mạnh của loại chất liệu này, từ nội dung đến cách thể hiện. Từ cái thời cụ Phan Kế An cũng như là Nguyên Sáng cái thời trước,
Nguyễn Tư Nghiêm đã tìm tòi ra như là thêm vào là như là trứng, vỏ trứng, rồi những cái chất liệu khác để làm sao là nó có một cái rất là riêng Việt Nam. Triển lãm này là cơ hội để chúng tôi hiểu hơn về văn hóa của Việt Nam, về sự sáng tạo của người Việt. Không gì có thể so sánh với loại hình hội họa độc đáo này. Chắc hẳn đó là một bí quyết. Và cảm giác được nhìn ngắm những bức tranh này thực sự thú vị. Với những câu chuyện giản dị về làng quê, về con người, về cuộc sống Việt Nam, các tác phẩm sơn mài đưa khán giả đến gần hơn với bức tranh văn hóa Việt. Triển lãm tranh sơn mài Việt Nam như một lời giới thiệu với người Nga về đất nước và con người Việt Nam, với những giá trị văn hóa ngàn năm văn hiến, có truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước, đất nước của lòng nhân hậu và mến khách. Triển lãm sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 28 tháng 5 năm 2019. Chiều ngày 23 tháng 5, tại Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Nghệ thuật Đương đại Việt Nam VCAS đã khai mạc triển lãm nghệ thuật Ốp Chiêu Hàn Quốc từ truyền thống đến đương đại. Triển lãm quy tụ 47 tác phẩm của 15 nghệ sĩ sơn mài, khảm trai, đương đại Hàn Quốc, mở đường cho những trao đổi nghệ thuật giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới. Giáo sư họa sĩ Kim Sung Su là một người Hàn Quốc rất yêu Việt Nam. Năm 2018, ông và huấn luyện viên Park Hang-seo đều được bình chọn là nhân vật của năm tại Hàn Quốc. Điểm chung giữa họ là nỗ lực kết nối, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc. Giáo sư Kim có 1/3 số tranh tham gia triển lãm nghệ thuật Ốp Chiêu đương đại hôm nay. Cuộc triển lãm này mang thông điệp hãy hướng đến những chất liệu tự nhiên, không dùng chất hóa học để tạo nên những tác phẩm mang giá trị bền vững. Việt Nam và Hàn Quốc đều có lịch sử hội họa đáng tự hào. Tôi nghĩ các bạn họa sĩ Việt Nam hoàn toàn có thể tới Hàn Quốc để mua những loại sơn tự nhiên. Và ngược lại, họa sĩ Hàn Quốc sẽ sang Việt Nam để mua các tác phẩm sơn mài 100%. Hai nước chúng ta sẽ cùng chia sẻ các kỹ thuật, nguyên liệu để phát triển nghệ thuật sơn mài. Ốp Chiêu là xu hướng nghệ thuật mới dựa trên truyền thống chế tác đồ trang trí khảm trai trên các vật dụng sơn mài, phá vỡ thói quen phân loại tách biệt mỹ thuật và nghệ thuật thương mại, cổ điển và đương đại, đặc biệt là quan điểm cố hữu coi sơn mài khảm trai là kỹ thuật thủ công chỉ có để trang trí và sử dụng thường ngày của người Hàn hàng trăm năm qua. Cả Việt Nam và cả Hàn Quốc đều rất là coi trọng những nghệ thuật sơn mài. Và qua cái triển lãm này chúng ta có thể thấy là dù là đều là một cái chất liệu được cả hai nước Việt Nam và Hàn Quốc rất là quan tâm, nhưng mà rõ ràng là thấy được cái sự rất là khác biệt giữa sơn mài của Việt Nam và sơn mài của Hàn Quốc. Cái đó là một cái giao lưu rất thú vị. Triển lãm sẽ mở cửa miễn phí để phục vụ công chúng đến ngày 23 tháng 6. Trong khuôn khổ Liên hoan âm nhạc hiện đại Bắc Kinh vào tối ngày 23 tháng 5, chương trình hòa nhạc giao hưởng châu Á đã được tổ chức. Cùng với các nước châu Á khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam tham dự với tác phẩm 8 bức tranh giao hưởng từ dân ca Việt Nam được người nghe và giới chuyên môn đánh giá cao. Đây là tác phẩm của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, người từng được giải Kim Tước dành cho nhạc phim hay nhất trong phim Thời Xa Vắng tại Liên hoan phim Thượng Hải. Và đây cũng là lần đầu tiên nhạc sĩ Việt Nam được mời tham dự liên hoan. Là người am hiểu và trân trọng âm nhạc dân gian, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc mong muốn thông qua liên hoan lần này giới thiệu đến bạn bè quốc tế dân ca Việt Nam, cụ thể ở đây là dân ca Tây Bắc và quan họ. Liên hoan âm nhạc quốc tế Bắc Kinh năm nay được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 5. Đây là chương trình mang tính chuyên môn cao, cũng là dịp nhạc sĩ trên toàn thế giới đến để thảo luận về sự phát triển của âm nhạc hiện đại và giáo dục âm nhạc hiện đại. Đối với nghề diễn viên thì ai cũng mong muốn mình được là diễn viên chính trong một bộ phim nào đó. Tuy nhiên để chiếm được tình cảm của khán giả thì khái niệm vai chính, vai phụ chưa hẳn đã là thước đo. Sự yêu thích của khán giả luôn công tâm với sự thể hiện của các vai diễn. Đối với một số diễn viên, mặc dù chỉ tham gia vai diễn nhỏ, nhưng ấn tượng của họ để lại cho khán giả lại lớn hơn rất nhiều và cũng từ đó đã tạo nên sự thành công cho chính họ. Làm cách nào để biết một thằng con trai nó 3D hả? Với vai diễn nhỏ trong phim Chị Trợ Lý Của Anh hay Vu Quy Đại Náo, diễn viên Quang Trung lại tạo được thiện cảm với khán giả khi diễn hài hước duyên dáng, khiến khán giả luôn mỉm cười mỗi khi xuất hiện. Chưa bao giờ nghĩ được là cái sự cố gắng của mình lại được khán giả đón nhận một cách chân thành như vậy. Không, đấy là em quan tâm đến anh thôi. Đó không phải là sự quan tâm, đó là cần tô. Gì? Cần tô.
Bất ngờ nổi tiếng với vai diễn cảnh sát giao thông Đức Mr. Control, nam diễn viên Xuân Nghị đã có một sự thay đổi bất ngờ sau vai diễn ngắn ngủi của bộ phim Ngày ấy mình đã yêu. Tuy là ít phân đoạn nhưng mà những cái phân đoạn ở trong đó gây cho quý vị khán giả một cảm giác thú vị. Thực sự nó là một cái dấu mốc trong sự nghiệp của Xuân Nghị và nó cũng là một cái vai đã thay đổi cuộc đời Xuân Nghị. Mr. Control đã mang lại cho Nghị danh tiếng, được sự biết đến của tất cả quý vị khán giả ở khắp nơi trên cả nước. Nhận ra thế mạnh và ưu điểm của mình và phát huy thế mạnh đó chính là cách làm nổi bật bản thân một cách tốt nhất. Trung sẽ phù hợp với một cái vai diễn gì đó hơi quậy quậy, hơi khùng khùng chút xíu. Vậy Trung nghĩ ở những cái vai diễn đó thì những cái vai diễn thứ chính của những vai diễn phụ thì rất là phù hợp để cho Trung thể hiện mình. Quan trọng nhất là mình phải đầu tư vào vai diễn, mình phải nghiên cứu vào vai diễn. Chịu khó bạn đầu tư, bạn nghiên cứu cho nó cái vai diễn nó được sâu hơn, thậm chí là nó có thể hay hơn cả vai chính nữa. Thì Trung cũng sẽ đều thể hiện hết mình nếu như Trung đã đảm nhận vai diễn đó. Cho nên là đối với Trung không có vai diễn chính hay vai diễn phụ, và cũng không có vai diễn lớn hay vai diễn nhỏ, mà chỉ có người diễn viên suy nghĩ lớn hay suy nghĩ nhỏ mà thôi. Làm việc bằng tất cả đam mê và tình yêu nghề, luôn khẳng định khả năng diễn xuất dù ở bất kỳ vai diễn nào. Đáp lại sự cố gắng đó của các diễn viên chính là sự yêu mến của khán giả. Sáng ngày 24 tháng 5 tại thị trấn Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang phối hợp với chính quyền phía bạn tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ đối với quả vải thiều. Đây là năm thứ 3 hoạt động xúc tiến thương mại này được tổ chức tại đây. Năm nay, sản lượng vải thiều của Bắc Giang ước đạt từ 150.000 tấn và sẽ có khoảng 50% sản lượng xuất khẩu. Để đáp ứng yêu cầu mới về kiểm soát nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc, tỉnh Bắc Giang đã đăng ký 149 mã vùng trồng và cơ sở đóng gói. Tại hội nghị, chính quyền thị trấn Bằng Tường tỉnh Quảng Tây khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để nhập khẩu vải thiều của Việt Nam, trong đó có vải thiều của tỉnh Bắc Giang. Vải sớm của Việt Nam bắt đầu thu hoạch khoảng 10 ngày nay, trong khi vải Trung Quốc sắp hết vụ. Chính vì vậy, vải Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc thời điểm này được bán giá khá cao, khoảng 26 nhân dân tệ, tức gần 90.000 đồng 1 kg. Tại một cửa hàng trái cây nhỏ ở đây, trung bình mỗi ngày bán được từ 100 đến 500 kg vải Việt Nam. Món phở của Việt Nam có tên trong danh sách 7 món ăn được phục vụ trong bát mang đến trải nghiệm tốt nhất do tạp chí du lịch nổi tiếng Lonely Planet bình chọn. Dựa theo các tiêu chí, món phải vừa ngon miệng mà lại vừa tạo cảm giác thoải mái khi phục vụ lẫn khi thưởng thức. Phở Việt cùng với khao soi của Thái Lan, cháo của Trung Quốc hay ramen của Nhật Bản là những lựa chọn thú vị cho các tín đồ ẩm thực. Phở Việt gây thương nhớ là vì hương vị hài hòa giữa nước dùng và bánh phở. Dù là phở gà hay phở bò cũng đều có một mùi thơm rất đặc trưng và dễ vị. Có thể thấy phở của Việt Nam đang ngày càng khẳng định được vị thế khi du hành tới các nước trên thế giới. Mỗi nơi đặt chân tới, phở Việt lại tạo dựng được tiếng vang nhất định. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vtv4.vtv.vn hoặc trên kênh YouTube VTV4 Go hay ứng dụng di động VTV Go. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.